đẹp gái xin hãy bình thường. Nie hóa thành gái thái siêu cuốn hút, 2 tiếng lên đồ lồng lộn đi té nước 5 phút toàn. Đi sự kiện mặc váy đính đá thướt tha yêu kiều, về ngồi than như cực hình thời cổ đại. Đi hai tóc ở dưới chân là giống như là hình phạt mà hồi xưa mà thời cổ đại người ta hay treo đá chân bắt đi á, xong rồi người ta còn nhét đá lên vai cho mình lôi đá đi nè. Diễn ngầu nữ rất đỉnh, vào vai bánh bèo cũng rất gì và này nọ, nhưng đấy là khi chưa xem hậu trường. Ủa, sao hay lật mặt quá à? Mie là mỹ nhân xinh đẹp ngọt ngào, thế nhưng cô nàng lại đi con đường hề hước, lúc nào cũng tạo ra những khung hình đẹp kinh diễm nhưng sau đó gãy ngang vì tấu hài, diễn tiểu phẩm. Gần đây Mie vừa sang Thái cùng hòa chung không khí tại lễ hội té nước tại nước này. Cô nàng không chỉ đẹp ngây ngất khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống nước này, khoe trọn vẻ duyên dáng, nữ tính hoàn hảo, sau đó lại tiếp tục thay một bộ cánh ôm dáng quyến rũ trẻ trung để đi chơi té nước trên phố. Theo Mie thì cô đã phải trang điểm làm tóc 2 tiếng đồng hồ mới có tạo hình đi chơi này, ấy thế nhưng vừa xuống phố 5 phút thì toang luôn. Chỉ vì cô nàng hòa cùng dòng người chơi phun nước nhiệt tình quá, tóc tai thì ướt nhẹp, người cũng ướt luôn, hoạt động nhiều đuối chẳng còn chút thần thái nào. Mỹ nhân này cũng trở thành cái tên cực hot tại các sự kiện mỗi khi cô xuất hiện, đặc biệt là các giải thưởng lớn, vì Mie rất biết chọn váy khoe chọn dáng đẹp và khí chất của mình. Thường cô hay diện những bộ cánh sang trọng, ôm dáng cúp ngang, đính đá hoặc dài thướt tha cực thu hút, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Thế nhưng sau một sự kiện trở về, chính nàng DJ này tự bóc ra mặc váy mà như vác đá lên người, đi đôi giày cao 2 tấc chẳng khác nào hình phạt thời cổ đại đeo đá vào chân vậy đấy. Đã vậy Mie còn nói thêm rằng ngồi cũng phải ngồi thẳng lưng hóp bụng vì sợ dị nghị. Rồi vì đôi guốc nặng, người nặng mà mỹ nhân này bước đi cũng chậm chạp, khiến nhân viên sự kiện thiếu điều muốn bồng lên vác thẳng vào trong vậy. Kết luận sau một ngày đi sự kiện đầy xinh đẹp gây sốt mạng xã hội của Mie chính là mỏi người, mỏi cổ còn hơn đi dọn rác 7 ngày. Thôi mình đi quá lâu, mình đi quá mất thời gian đi, nó không mình nó quá sức mà tụt tụt đi nó còn hơn đâu một phần nữa. Trong mọi hoàn cảnh Mie đều có thể biến sự việc trở nên hài hước, gây cười cực mạnh, ngay cả với diễn xuất. Người đẹp này ngoài làm DJ thì cũng rất nhiệt huyết với các tiểu phẩm, clip ngắn thể hiện khả năng hóa thân vào các dạng vai khác nhau của mình. Cô nàng từng biến thành ngự tỷ siêu ngầu, đánh võ thượng thừa, nét mặt lạnh lùng thu hút, cũng từng có lần trở thành nữ sinh ngọt ngào, dễ mến, cả trở thành nàng thơ dịu dàng trong veo cũng đã từng thử qua. Có thể nói gương mặt ngọt ngào, xinh đẹp của Mie có thể hợp với mọi loại vai, nhìn kiểu gì cũng đẹp ngây ngất, diễn đâu ra đấy xem vô cùng mãn nhãn. Nhưng đấy là khi lên phim, lên clip thôi chứ ngoài đời cô nàng có thể biến mọi cảnh quay trở thành tấu hài. Với những biểu cảm đang diễn thì gãy ngang, cố tỏ ra ngầu thì khiến người xung quanh bật cười, đang đánh võ ngon lành thì quay qua múa may nhí nhảnh. Đã vậy Mie còn là chuyên gia bóc phốt, lúc nào cũng có thể kể ra đống chuyện của ekip mình, từ chuẩn bị đạo cụ nhiều tới quay lâu, thậm chí đèn nhiều cô nàng cũng phàn nàn. Nhưng cũng chính vì dù chỉ quay clip ngắn tải lên mạng xã hội nhưng vẫn đầu tư rất kỹ càng, chỉnh chu nên lượt xem clip của Mie luôn rất cao, fan cũng tăng lên từng ngày. Có thể nói Mie luôn biết cách khiến người xem bật cười và bất ngờ trước sự lật mặt nhanh như chớp của mình. Lên hình đẹp bao nhiêu thì hậu trường lầy bấy nhiêu, vừa khoe sắc xong lại lập tức tung ra cả vựa muối khiến ai cũng cười ngất. Nhưng phải công nhận rằng sức hút tương phản này chính là chìa khóa hút fan của nàng DJ xinh đẹp, có nhan sắc mà lại mặn mòi nữa thì chắc chắn là idol giới trẻ rồi.